Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, tối qua 11 tháng 11, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã về tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Nho Quan, Sở Văn hóa và Thể thao. Trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 93 năm xây dựng trưởng thành, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở bản Ao Lươn. Với đặc thù 100% đồng bào dân tộc Mường, những năm qua cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận bản Ao Lươn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo bà con tham gia. Đồng bào luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bài trừ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Hiện nay bản chỉ còn 4 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Đặc biệt, nhân dân trong bản đã luôn coi trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Năm 2017, bản đã thành lập câu lạc bộ hát sắc bùa. Đây cũng là một trong những điển hình của huyện trong gìn giữ, bảo tồn văn hóa Mường. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân, cán bộ bản Ao Lươn đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân và chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được, thời gian tới bản Ao Lươn sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và giành nhiều thành tựu hơn nữa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, trong đó tiếp tục tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tham gia phát triển kinh tế tập thể thông qua việc duy trì và phát triển các tổ hợp tác xã, chú trọng sản xuất theo hướng xanh, sạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời tích cực tham gia bài trừ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh và tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí cũng mong muốn các cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ban công tác mặt trận tổ quốc các cấp phát huy hơn nữa vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời lưu ý mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho nhân dân, cán bộ tiêu biểu bản Ao Lươn. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất đã trao tặng bức tranh Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn cho bản Ao Lươn nhằm động viên cán bộ và nhân dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.